Vy xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiết mục Chuyện Việt Nam của Đài Truyền hình Quê hương. Việt Nam lại bắt tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tố cáo Việt Tân khủng bố. Tin của báo Người Việt. Một tiến sĩ toán người Mỹ gốc Việt trong chuyến đi về Việt Nam bị bắt tại Tân Sơn Nhất và bị tố cáo âm mưu lật đổ chính quyền. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là một đảng viên Việt Tân từng bị bắt năm 2007, bị bắt khi vào phi trường hôm ngày 17 tháng 4. Tin tiến sĩ Quân bị bắt mới được loan trên báo Người Lao Động của Cộng sản Việt Nam và các báo khác trong nước hôm ngày 28 tháng 4. Báo chí trong nước loan tin ông nhập cảnh với thông hành ghi tên là Richard Nguyễn. Ông bị bắt tạm giam 4 tháng và bị tố cáo khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tang vật, theo tin trong nước, được thông báo là gồm có một laptop bên trong chứa những tin tức tài liệu về hoạt động khủng bố. Bà Ngô Mai Hương là vợ tiến sĩ Quân nói rằng, ảnh đi về theo đường chính thức, có visa thì tôi nghĩ là ảnh đi thăm gia đình thôi. Hiện nay, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã biết việc tiến sĩ Quân bị bắt và đã gặp ông trong trại giam. Nhân viên lãnh sự tỏ vẻ ngạc nhiên khi ông Quân không ủ rũ, không depressed, mà cười chào hỏi nhân viên vui vẻ, đó là theo bà Mai Hương thuật lại. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân xác nhận, tiến sĩ Quân bị bắt vào sáng ngày 17 tháng 4, ông Duy khẳng định như vậy. Khi anh Quân bị bắt ở Tân Sơn Nhất, anh không vi phạm luật pháp nào của Việt Nam. Vì vậy, bắt ông là không có căn cứ và những điều chính quyền Cộng sản Việt Nam nói trên báo chí là xuyên tạc. Trả lời báo Người Việt, ông Duy nói thêm, laptop tiến sĩ Quân cầm về Việt Nam không có gì bí mật vì lúc anh Quân vào trong nước chỉ đem theo tài liệu của anh thôi. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là một trong những người sáng lập Hội Chuyên gia Việt Nam, gọi tắt là VPS. Năm 2007, ông bị bắt trong một chuyến đi về Việt Nam. Công điện ngoại giao của Hoa Kỳ sau này bị tiết lộ trong Wikileaks như sau. Phía Cộng sản Việt Nam tố cáo tiến sĩ Quân và nhiều người gốc Việt khác là khủng bố. Công điện số 07 Hà Nội năm 1969 còn cho biết Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam lúc đầu chối không giữ tiến sĩ Quân. Cùng bị bắt trong lượt đó còn có hai công dân Việt Nam là ông Nguyễn Thế Vũ và ông Nguyễn Viết Trung và một số công dân ngoại quốc. Ông Leon Trương Văn Ba, công dân Mỹ, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, công dân Pháp và ông Khun Mi Soprak, công dân Thái Lan. Gần đó họ bị tuyên án 6 tháng tù, nhưng vì đã bị tạm giam 6 tháng nên vài ngày sau được thả và trục xuất về nước. Trong thời gian họ bị bắt, một nhóm đảng viên Việt Tân khác từ ngoại quốc tới gõ cửa trại tù đòi được thăm họ. Những người này gồm Mai Hữu Bảo từ Mỹ, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang từ Thụy Sĩ và Nguyễn Tấn Anh từ Úc cũng bị bắt luôn. Chuyến đi thăm bạn trong tù của những người này gây xôn xao trong các ngoại giao đoàn và họ được trả sau 48 tiếng và cũng bị trục xuất về nước. Đảng Việt Tân là một đảng chính trị chủ trương chống chính quyền Cộng sản bằng phương pháp bất bạo động. Nhiều đảng viên Việt Tân từng là thành viên Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do cố Phó Đô đốc Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1980 với mục đích tranh đấu vũ trang lật đổ Cộng sản. Chính quyền Cộng sản Việt Nam thường xuyên dùng mặt trận để tố cáo Việt Tân là khủng bố, một lập luận được Đại sứ Hoa Kỳ là Michael Mikulak thuật lại trong công điện 07 Hà Nội năm 1978 như vậy. Bà Bùi Thị Minh Hằng có tin được tha, nhưng hai ngày vẫn chưa về. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một người kiên trì biểu tình bảo vệ chủ quyền Biển Đông và bị bắt đi cải tạo, được báo chí trong nước loan tin là đã được thả hôm ngày 26 tháng 4 nhân dịp lễ. Tuy nhiên thì hai ngày sau, bà vẫn chưa về nhà. Báo An ninh thủ đô của Cộng sản Việt Nam thuộc Sở Công an Hà Nội loan tin, bà Hằng được bàn giao cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên một số thân hữu tới nhà bà Hằng ở Vũng Tàu thông báo trên các mạng xã hội tới đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29, bà Hằng vẫn chưa có tin gì. Trang blog Nguyễn Xuân Diện cho biết, khi đọc lệnh thả và khoan hồng, bà Hằng không chấp nhận và không ra khỏi trại. Bà Hằng hiện đang khiếu nại quyết định đưa đi cải tạo do luật sư Hà Huy Sơn đại diện.
Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân Hà Nội từ chối không trả lời đơn khiếu nại vì không có chữ ký bà Hằng. Bà Hằng được nhiều người biết đến vì khi đi biểu tình, bà thường xuyên mặc áo dài nghiêm chỉnh. Trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 2011, đoàn biểu tình mới tới bờ Hồ Hoàn Kiếm thì bị bắt hết lên xe bus. Nhiều đoạn video do nhiều người biểu tình quay bằng điện thoại cho thấy bà Hằng dù đã bị bắt vẫn liên tục dẫn đầu đoàn người trên xe hô khẩu hiệu Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa Việt Nam. Với nhiều nhân viên công lực đeo băng đỏ cùng đi trên xe, bà Hằng cũng hô đứa nào không yêu nước, đứa đó là con chó. Một hành động gây tranh cãi trên Internet, bà Hằng được giới blogger bầu làm phụ nữ của năm trong năm 2011. Ngày 27 tháng 10 năm 2011, bà bị bắt khi đứng biểu tình ở bên hông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để ủng hộ những người biểu tình ở Hà Nội bị đàn áp khi họ ủng hộ đề nghị của ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng làm luật biểu tình. Việc bắt giam bà Hằng suốt nhiều ngày, không ai biết bà bị giữ ở đâu. Còn bà đi tìm ở nhiều cơ quan công an cũng không ai cho biết gì, thậm chí còn bị giam 2 ngày. Hơn 10 ngày sau, thì cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc mới gửi giấy về địa chỉ nhà bà ở Vũng Tàu nói rằng bà bị giam ở đây 2 năm theo lệnh của nhà cầm quyền Cộng sản thành phố Hà Nội. Việc bắt nhốt một người dân không qua xét xử của tòa án dù người ta chỉ hành xử quyền công dân một cách ôn hòa, cho thấy mặt trái của cái gọi là luật pháp tại Việt Nam. Phil Robertson là phó giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền đã phát biểu khi hay tin bà Hằng bị giam ở Vĩnh Phúc như vậy. Ngày 5 tháng Giêng năm 2012, chính phủ Hoa Kỳ qua tòa đại sứ ở Hà Nội kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho bà Hằng. 6 người gốc Việt được giải Community Pillar Award. 6 người Việt Nam vừa được dân biểu Jose Sororio, địa hạt 69, trao giải Community Pillar Award. Trong một buổi họp báo tại Câu lạc bộ Văn hóa and Báo chí trong nhà hàng Gen Westminster hôm thứ Sáu, đó là anh Billy Lê, ông Phan Tấn Ngưu, ông Khanh Nguyễn, bà Linh Bạch, bác sĩ Tâm Nguyễn và nghị viên Garden Grove Dina Nguyễn. Dân biểu Sororio nói đây là dịp để chúng ta mừng nghị quyết ACR 138 được Quốc hội California thông qua và công bố tháng 4, là tháng vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho nền kinh tế California và xã hội chúng ta. Chúng tôi xin phép tạm ngừng tiết mục chuyện Việt Nam nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Phòng bảo hiểm Cali A2Z do cô Mai Nguyễn điều hành. Chúng tôi phục vụ từ A tới Z cho các chương trình bảo hiểm cá nhân và thương mại của quý vị. Có nhiều chương trình giảm giá cho xe, tàu, nhà ở, nhà cho thuê, mobile home, cho lũ lụt, bảo hiểm sức khỏe PPO, HMO. Đặc biệt, cô Mai Nguyễn là đại diện của hãng New York Life với nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ và các chương trình để dành tiền cho quý vị. Có chương trình không cần khám sức khỏe cho bảo hiểm nhân thọ ngắn hạn và dài hạn. Văn phòng bảo hiểm Cali A2Z 2899 Center Road, Suite 105 San Jose, số điện thoại 408-202-4686, 408-202-4686. Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. Công ty đầu tiên của người Việt tị nạn có giấy phép chuyển tiền của hầu hết các tiểu bang và Việt Nam với các dịch vụ chuyển tiền nhanh, trao tiền mới, lệ phí hạ, tiền nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn, gửi quà giao phát tận nhà, phi trường và các bưu điện địa phương, gói quà tình thương gồm sữa Enfua, dầu nóng Aurora, thuốc tây, vân vân. Tổng đại lý dầu nóng Aurora, nóng lâu, thấm sâu, thơm nhẹ,
loại dầu không thể thiếu của mọi gia đình ở Việt Nam. Bán vé bay du lịch Việt Nam và các tour du lịch trên toàn thế giới. Gọi về Việt Nam với chương trình Pinletcon và thẻ điện thoại. Tóm lại, Hoa Phát nơi chuyên chở tình thương của quý vị về cho thân nhân ở quê nhà. Một lần nữa, chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363. Hoa Phát, sự chọn lựa khéo léo nhất khi gửi tiền về Việt Nam. Hoa Phát cần nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-531-6363, 1-800-531-6363. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Người Việt Nam ai cũng thích, cũng chuộng hiệu xe Honda. Trẻ thì thích Civic, có gia đình thì chọn Accord, nhà đông người thường mua Van Odyssey, và ai thích thể thao thì thường đi xe Pilot. Xe Honda kiểu đẹp, máy bền, không hư lặt vặt, và nhất là ít hao xăng, khi cần bán lại thì giữ giá vẫn cao. Ở Bắc Cali, mua xe Honda mời quý vị đến với Anderson Honda, dealer lớn luôn có nhiều xe và special deal cho khách hàng Việt Nam. Ngoài các kiểu xe đời mới nhất của Honda, Anderson Honda cũng luôn có cả 100 chiếc used car với những hiệu nổi tiếng như Toyota, Acura, Lexus, Mercedes, BMW v.v. Anderson Honda có 3 Fleet Manager Việt Nam là các anh Johnny Võ 408-439-2005, 439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467, 771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878 luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam. Anderson Honda địa chỉ 1766 East Embarcadero Road, thành phố Palo Alto, gần Freeway 101. Một lần nữa, muốn mua xe Honda, xin mời đến Anderson Honda tìm gặp các anh Johnny Võ 408-439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878. Honda, hiệu xe ưa thích của mọi gia đình Việt Nam. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý vị ở San Jose mời đến showroom của Professional Karaoke tại địa chỉ 2885 đường Center với cạnh chợ Center Market để chính mình mắt thấy tai nghe. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000 hoặc vào website prokaraokeusa.com. Xin giới thiệu văn phòng thuế Center Tax Services do Hàng Trưng điều hành, chuyên khai thuế cá nhân Hùng Hạp làm lương nhân viên giữ sổ sách Sales Tax, chuyên thành lập Corporation và LLC. Đặc biệt, giảm 20% cho khách hàng mới đến khai thuế. Văn phòng còn đảm trách tất cả các dịch vụ di trú, giảm 100 đồng cho mỗi hồ sơ bảo lãnh thân nhân, giảm 50 đồng cho công hàm độc thân, du lịch và chuyển diện, giảm 30% cho nộp đơn thi quốc tịch và renew thẻ xanh và các dịch vụ khác. Văn phòng tọa lạc tại 2899 Center Road, suite 105, San Jose. Xin liên lạc Hàng Trương 408-724-5477, 724-5477. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của truyền hình quê hương. Và bây giờ, xin mời quý vị trở lại với tiết mục Chuyện Việt Nam hôm nay của chúng tôi. Quan tham nhũng, cả ngàn người dân bao vây trụ sở xã. Vụ việc cưỡng chế ở huyện Văn Giang, Hưng Yên vừa mới chỉ xong giai đoạn đàn áp được 2 ngày, thì tại Hà Nội, vụ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vẫn còn nguyên đó. Thì cả ngàn người dân của một xã ở huyện Liên Hiệp, Hà Nội đã vây trụ sở xã, nấu cháo ăn ngủ ngay tại đó để đòi nhà cầm quyền trả lời các nghi vấn. Họ nghi ngờ những viên chức cầm đầu xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ đã tước đoạt đất của dân rồi dùng sai mục đích. Đúng ra thì các quan đã kinh doanh kiếm ăn ngay trên số đất đó trong sự thiệt thòi của người dân. Xã Liên Hiệp huyện Phúc Thọ trước kia thuộc tỉnh Sơn Tây, nay trở thành một phần Hà Nội mở rộng. Việc này diễn ra cũng chưa hề thấy có tiền lệ trong tất cả các vụ chống đối sự lạm dụng quyền hành của nhà cầm quyền để chấm mút tham nhũng, gây thiệt hại cho người dân. Theo bản tin Báo Dân Việt của Cộng sản Việt Nam hôm thứ Sáu,
Thay vì tới chất vấn hay biểu tình chống đối rồi về nhà, thì dân địa phương biến sân của Ủy ban Nhân dân xã thành bếp nấu hàng chục nồi cháo khói lửa nghi ngút. Họ nấu cháo ăn rồi bám trụ ở đó để được chính quyền quan tâm trả lời thắc mắc về quản lý và sử dụng đất đai của chính quyền xã có dấu hiệu bất thường hàng chục năm nay. Dân Việt dẫn lời một người dân tên là Nguyễn Văn Khâm cho biết như vậy. Theo nguồn tin thì ông Nguyễn Chí Trọng là đại diện dân địa phương cho hay, sở dĩ dân phẫn uất là vì có bằng chứng chính quyền xã sử dụng đất đai của dân sai mục đích. Năm 1998, xã đã tự ý cắt đất canh tác của dân. Mỗi khẩu bị cắt đi khoảng 24m², tổng cộng cả xã được 36.066m². Sau đó cho 14 gia đình làm nghề mạ kẽm thuê làm nhà xưởng. Họ cho biết nhà cầm quyền đã cấp hơn 5.000m² cho ông Đinh Thế Thắng làm xưởng cơ khí, cấp 5.634m² cho ông Lê Hiền Khanh để làm dự án, nhưng ông này lại bán để kiếm lời. Đến năm 2008 vẫn bài chia lại diện tích đất, xã cắt mỗi khẩu thêm 15m² đất ven sông đáy rồi cho thuê và người dân không được hưởng lợi gì từ tiền thuê đất này. Báo Đất Việt nói, buổi trưa ngày 26 tháng 4 năm 2012, khoảng 400 người dân vây kín hội trường xã yêu cầu chủ tịch xã là Từ Tất Tuấn trả lời. Phải vô cùng khó khăn chúng tôi mới đưa được ông Tuấn sang phòng ông Đỗ Hữu Tích là bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã, nhưng vẫn bị người dân ùa theo. Họ yêu cầu phải mở cửa để họ được nghe cuộc làm việc giữa phóng viên và đại diện chính quyền ở đây. Nguồn tin kể theo lời ông Tuấn cho biết, 14 gia đình mạ kẽm đưa dây chuyền mạ kẽm vào hoạt động nhưng không xử lý hóa chất độc hại mà thải ra môi trường. Người dân phẫn uất vì có khoảng 4 hectare đã bị nước thải tàn phá không thể canh tác được. Nhà cầm quyền xã hầu như tê liệt không làm được việc gì vì bà con tập trung ở trụ sở quá đông. Tờ Dân Việt nói, việc bà con tập trung nấu cháo rồi ăn nghỉ luôn ở trụ sở ủy ban, ông Tuấn đã báo cáo trực tiếp đến chủ tịch huyện Phúc Thọ là ông Hoàng Mạnh Phú, nhưng chưa nhận được bất cứ sự chỉ đạo nào. Đến chiều tối ngày 26 tháng 4 năm 2012, nguồn tin cho biết, hàng trăm người dân vẫn tụ tập về trụ sở xã. Dân Long Thành giận dữ, bích cống xả nước bẩn của nhà máy. Sau hơn 2 tháng làm giữ vẫn không có kết quả, hơn một chục người dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giận dữ tìm cách lắp cống xả nước thải của một nhà máy xử lý nước thải lớn nhất tỉnh này. Được biết, nhà máy xử lý nước thải khu kỹ nghệ Long Thành trực thuộc Tổng Công ty Phát triển Khu kỹ nghệ Biên Hòa, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy khu kỹ nghệ Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Gò Dầu và Nhân Trạch 2. Tổng công ty này, viết tắt là Sonadigi, đã hoạt động suốt 20 năm nay, đang điều hành 30 khu kỹ nghệ và hiện có 6.000 nhân viên. Sonadigi thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Đồng Nai, được coi là đơn vị chính phủ đầu tiên tại Việt Nam đảm nhận việc đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh hạ tầng các khu kỹ nghệ ở địa phận tỉnh Đồng Nai. Nước thải của các nhà máy thuộc 5 khu kỹ nghệ nói trên đều được đưa về nhà máy xử lý nước thải khu kỹ nghệ Long Thành để làm sạch trước khi chạy ra cống nước thải công cộng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8 năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai khám phá ra rằng các mẫu nước đã được xử lý tại Hồ Hoàng Thiên và hồ sinh thái của nhà máy xử lý nước thải này chứa nhiều độc chất vượt quá mức quy định. Theo b.net.vn, cuộc kiểm nghiệm cho thấy các tiêu chuẩn về màu, oxy hóa, hàm lượng sắt v.v. đều cao gần gấp đôi tỷ lệ cho phép. Báo Dân Việt sau đó cũng cho biết 150 gia đình nông dân xã Tam An, huyện Long Thành hôm ngày 19 tháng 8 năm 2011 đã đòi nhà máy xử lý nước thải này bồi thường thiệt hại vì đã xả nước thải bẩn vào kênh Bà Chèo làm ô nhiễm môi sinh. Chính quyền cũng như các đại diện dân chúng ở xã xác nhận nước thải của nhà máy xử lý nước thải trực thuộc Sonadigi hôi bẩn quá sức chịu đựng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hoa màu, gia súc của nông dân cư ngụ trong vùng. Còn theo báo Tuổi Trẻ của Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 vừa qua, Sonadigi Long Thành đã bị bắt quả tang xả nước thải bẩn vào kênh Bà Chèo. Mặt khác, thống kê của Hội Nông dân xã Tam An cho thấy, khoảng 260 gia đình nông dân bị thiệt hại 16 tỷ đồng, tương đương $800.000 vì nước xả bẩn này.
cây trồng, gia súc, chăn nuôi quanh hai bờ kênh đều bị nhiễm bệnh. Đó là chưa kể nông dân bắt tôm, đánh cá dọc theo kênh trắng tay vì tôm cá bị hủy diệt hầu hết. Ra tối hậu thư, hẹn phải đáp ứng yêu sách của người dân trong vòng một tháng vẫn không thấy gì. Khoảng 13 người dân kéo đến trước cống xả nước thải của nhà máy xử lý nước thải từ sáng sớm ngày 27 tháng 4. Họ dùng bao chứa đầy đất đá ném xuống bích miệng cống để ngăn nước thải dơ bẩn tràn vào kênh. Tuy nhiên, bác tuổi trẻ cũng cho hay đại diện chính quyền xã Tam An kịp thời có mặt yêu cầu cô bác hãy bình tĩnh chờ. Kết luận của chính quyền tỉnh xác định thiệt hại vì Sonadizi gây ra. Người ta e rằng rồi thì mọi việc sẽ không tới đâu vì không biết lấy ai bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người nông dân thấp cổ bé miệng. Các vị vừa gửi đến quý khán thính giả tiết mục Chuyện Việt Nam của truyền hình quê hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Chuyện Việt Nam kế tiếp của chúng tôi.